Không riêng chợ văn hóa Bắc Hà mà chợ Cốc Ly, chợ Lùng Phình luôn là địa chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao. Từ lợi thế này, huyện Bắc Hà chủ trương khai thác chợ phiên thành sản phẩm du lịch đặc thù, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Còn sau khi được nhà nước quan tâm đầu tư cái chợ, thì cơ bản là bây giờ là cái hạ tầng của chợ thì nó tương đối là đảm bảo, đấy, đầy đủ các cái hạng mục, đặc biệt là các tiểu thương đến lúc này thì là rất là đảm bảo cho những cái việc mà có thể là chú rồi các gia hàng tương đối đảm bảo. Chợ này thì đều có bản sắc văn hóa của địa phương cũng như là chợ phiên thì thu hút rất nhiều khách đến tham quan và mua hàng những hàng nông sản của địa phương. Những phiên chợ vùng cao Bắc Hà luôn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc với những nét dân dã mộc mạc nhưng lại có sức hút lớn với du khách. Tuy nhiên, chủ trương của huyện là đầu tư cơ sở hạ tầng tại các chợ phiên phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hài hòa, phù hợp với không gian văn hóa, nét đặc trưng của chợ phiên vùng cao. Những mặt hàng nông sản, nông cụ, thổ cẩm, gia súc và ẩm thực là những sản phẩm đặc trưng ở đây. Đối với Bắc Hà thì chợ thì nó có một cái đặc thù riêng, đó là chợ văn hóa. Thì nó vẫn còn giữ lại cái bản sắc dân tộc của các đồng bào, sẽ góp phần vào phát triển kinh tế, thu hút du lịch, khách du lịch đến với Bắc Hà, làm thúc đẩy kinh tế phát triển kinh tế xã hội của hộ cá thể. Với 7 chợ phiên vùng cao, hầu hết các chợ vẫn lưu giữ được những nét văn hóa đặc trưng riêng. Bắc Hà coi đây là lợi thế để đầu tư xây dựng, tạo sản phẩm du lịch. Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều chợ phiên như Lùng Phình, Cốc Ly cũng đã có kế hoạch điều chỉnh, tăng ngày họp, tạo thêm điểm đến cho khách du lịch khi đến với vùng đất cao nguyên trắng.